Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ năm ngày 4 tháng 7 năm 2019, chương trình sự kiện quanh ta có những nội dung như sau. Luật sư nhân quyền Trần Vũ Hải bất ngờ tuyên bố tạm nghỉ ngơi. Hà Nội muốn vay thêm hơn 98 triệu đô la cho dự án Cát Linh Hà Đông. Mỹ Đức gây gắt chỉ trích Trung Quốc tại Hội đồng Bảo an về vấn đề của Tân Cương. Bình luận xã hội với bài viết Mục đích của Bộ Công an khi khởi tố luật sư Trần Vũ Hải của tác giả Nguyễn Văn Đài cùng nhiều phần tin khác. Mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết sau đây. Mở đầu là phần tin Việt Nam với tin liên quan đến dân chủ nhân quyền. Vào chiều ngày 3 tháng 7 năm 2019, luật sư nhân quyền Trần Vũ Hải đã viết trên tài khoản Facebook cá nhân với tuyên bố tạm nghỉ ngơi. Chỉ một ngày sau khi bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố, khám xét nhà, văn phòng làm việc vì cáo buộc hành vi trốn thuế, luật sư Trần Vũ Hải đã viết: "Hôm nay tôi xin tỏ lòng với các đồng nghiệp, nhân viên và bạn bè về quyết định của tôi. Thấy theo nguyện vọng của tôi và gia đình, tôi sẽ tạm nghỉ ngơi trong một thời gian Tôi sẽ dành thời gian chủ yếu cho gia đình đọc sách và giải quyết những vướng mắc liên quan đến sự kiện ngày 2 tháng 7 2019 cùng gia đình của mình. Tuy nhiên, thuê luật sư chuyên bào chữa cho nhiều hoạt động dân chủ nhân quyền nói, ông sẽ vẫn bảo đảm cho những khách hàng là công việc gian dở sẽ vẫn được tiến hành bởi đội ngũ nhân viên, đồng thời ông cũng sẽ cố vấn khi cần thiết. Liên quan đến vụ việc, mạng báo thanh niên vào hôm 3 tháng 7 đã dẫn lời Thượng tá Phan Văn Cường, trưởng phòng tham mưu công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, cơ quan điều tra đã áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm hoãn xuất cảnh và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với luật sư Trần Vũ Hải và vợ là bà Ngô Tuyết Phương. Theo đó, thì quyết định khởi tố bị can đối với vợ chồng ông Hải điều tra về hành vi trốn thuế trong vụ án ở Khánh Hòa từ 3 năm trước đã có từ ngày 21 tháng 6. Đến ngày 26 tháng 6, thì cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Khánh Hòa đã ra lệnh khám xét chỗ ở và đây là việc đối với cả hai tại Hà Nội. Các quyết định khởi tố, lệnh khám xét của cả hai đều đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Khánh Hòa phê chuẩn. Truyền thông trong nước loan tin vào hôm 3 tháng 7, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 12 bị can trong vụ án sản xuất buôn bán thuốc ung thư giả xảy ra tại công ty VN Pharma. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, theo đó vào năm 2012, thì ông Nguyễn Minh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty VN Pharma, đã nhận thấy thị trường có nhu cầu về thuốc chữa trị ung thư, nên ông Hùng đã lên kế hoạch với ông Võ Mạnh Cường, nguyên giám đốc công ty thương mại hàng hải quốc tế HNC, để nhập khẩu loại thuốc chữa ung thư H Capita 500mg về Việt Nam bán. Lý do vì thiếu một số giấy tờ về độ tiêu chuẩn thuốc mà phía công ty ở Canada đã không cung cấp được, nên ông Hùng đã chỉ đạo nhân viên làm giả các giấy tờ này. Theo bản cáo trạng mới của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, thì 12 bị can trong vụ án này bị truy tố với tội danh mới về tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh. Thay vì tội buôn lậu và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức như cáo trạng cũ. Sau khi có án sơ thẩm, Viện Kiểm sát ra quyết định kháng nghị và đề nghị tòa phúc thẩm hủy án để điều tra lại theo hướng thay đổi tội danh buôn lậu sang tội danh buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh. Theo kết quả giám định của Bộ Y tế, thì loại thuốc chữa ung thư H. capita 500mg có chứa 97% hoạt chất Cabecitabin là thuốc không rõ nguồn gốc, không đủ chất lượng và không thể sử dụng làm thuốc chữa ung thư cho con người. Vẫn là tin Việt Nam, truyền thông trong nước loan tin vào hôm 3 tháng 7 dẫn báo cáo giải trình của thành phố Hà Nội Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa đưa ra phương án vay lại từ Trung ương hơn 2.300 tỷ đồng, khoảng hơn 98 triệu đô la để giải ngân cho việc khai thác, vận chuyển tuyến đường sắt cát lên Hà Đông. Theo đó, thì số tiền hơn 2.300 tỷ đồng đã được đề nghị là kinh phí cho các hạng mục như hệ thống kiểm soát vé tự động, thiết bị công nghệ bảo dưỡng đoàn tàu, mua sắm đầu máy và toa xe, đào tạo và chuyển giao công nghệ. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội nói các cơ quan Trung ương đã đồng ý ủy quyền cho ban quản lý dự án đường sắt ký kết thỏa thuận cho vay lại phần vốn vay nước ngoài nói trên. Lãi suất mà Hà Nội phải trả cho khoản vay hơn 98 triệu đô la này được nói là 4% một năm. Trong trường hợp không trả nợ đúng hạn, bất kỳ khoản nào gồm gốc, lãi phí, thành phố phải trả lãi phạt chậm bằng 150 lãi suất cho vay, áp dụng cho số ngày quá hạn. Dự án đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông được phê duyệt đầu tư từ năm 2008 với tổng mức đầu tư ban đầu là khoảng 550 triệu đô la, trong đó gần 420 triệu đô la là vốn vay từ Trung Quốc. Đến năm 2019 thì tổng mức đầu tư cho dự án này đã đội vốn lên hơn 880 triệu đô la, với gần 670 triệu đô la vốn vay từ Trung Quốc. Dự án do công ty Tập đoàn Cục 6 đường sắt Trung Quốc làm nhà thầu và được khởi công vào năm 2011. Theo thống kê thì đến tháng 6 năm 2019, dự án đường sắt Cát lên Hà Đông đã gặp phải ít nhất 11 lần lùi tiến độ do các trục trặc với nhà thầu về việc tăng chi phí giải ngân và ký kết vốn bổ sung với phía Trung Quốc. Vừa rồi là phần tin từ Việt Nam, tiếp theo là tin quốc tế. Hoa Kỳ và Đức đã gây gắt chỉ trích Trung Quốc trong một buổi họp kín của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vào hôm thứ Ba 2 tháng 7 vì đã giam giữ hơn một triệu người Duy Ngô Nhĩ và người Hồi giáo khác. Hai nước này tỏ tố cáo Bắc Kinh là tước đi các quyền của những người này, các nhà ngoại giao tiết lộ. Trung Quốc bị lên án rộng rãi vì đã thành lập các khu giam giữ ở vùng Tân Cương hẻo lánh. Bắc Kinh mô tả đây là những trung tâm cải tạo nhằm dập tắt chủ nghĩa cực đoan và đào tạo những kỹ năng mới cho các học viên quyền đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Jonathan Cohen đã tố cáo Trung Quốc là đàn áp và ngược đãi người Duy Ngô Nhĩ. Theo một số nhà ngoại giao tham dự buổi họp phát biểu với điều kiện ẩn danh, được hỏi về buổi họp kiến của Liên Hiệp Quốc, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ nói, Hoa Kỳ lấy làm lo ngại về chiến dịch đàn áp khắc nghiệt của Trung Quốc đối với người Duy Ngô Nhĩ và những người sắc tộc Kazakh, Kyrgyz, cũng như những người Hồi giáo khác ở Tân Cương. Và về các hành động cưỡng bức để buộc các thành viên của các nhóm thiểu số Hồi giáo sinh sống ở nước ngoài trở về Trung Quốc để đối mặt với một số phận bắp bên. Phát biểu tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh sản đã nói, buổi họp diễn ra sau những cánh cửa đóng kín và ông không hiểu làm thế nào mà nội dung cuộc họp đã bị tiết lộ với giới truyền thông. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh sản nói, các vấn đề của Tân Cương là một vấn đề của nội bộ Trung Quốc, không có liên quan gì đến chương trình nghị sự của Hội đồng Bảo an. Ông này còn nói thêm rằng, buổi họp bàn về Trung Á Thế mà Đức và Hoa Kỳ đã tung ra những lời chỉ trích vô cớ về các chính sách của Trung Quốc về tận Cương. Ông cảnh sản nói thêm rằng, đại sứ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc đã bác bỏ những lời chỉ trích của hai nước này. Tổng thống Iran vào hôm 3 tháng 7 đã cảnh báo các đối tác châu Âu đã ký thỏa thuận hạt nhân đang trên bờ đổ vỡ rằng Tehran sẽ làm giàu bất kỳ lượng uranium nào mà chúng tôi muốn, bắt đầu từ ngày 7 tháng 7. Đã gây áp lực lên EU phải có những biện pháp để bù đắp cho những lệnh trừng phạt gắt gao của Mỹ đối với Iran. Tổng thống Hassan Rouhani đã tung ra những lời cảnh báo này trong bối cảnh căng thẳng vẫn cao giữa Iran và Hoa Kỳ về thỏa thuận hạt nhân mà Hoa Kỳ đã rút ra theo lệnh của Tổng thống Donald Trump hơn một năm về trước. Một kho dự trữ ngày càng tăng vốn tinh luyện ngày càng cao hơn đang giúp cho Iran tiến gần tới khả năng sản xuất đủ nguyên liệu cho một quả bom hạt nhân. Iran đã phủ nhận không muốn sản xuất bom hạt nhân, nhưng thỏa thuận hạt nhân đã tìm cách chặn các tình huống này. Phát biểu tại cuộc họp nội các ở Tehran, các ý kiến của ông Rouhani dường như báo hiệu rằng châu Âu vẫn chưa cung cấp cho Iran bất cứ đề xuất nào khả dĩ có thể bù đắp cho các lệnh trừng phạt mới của Hoa Kỳ nhắm vào các ngành công nghiệp dầu mỏ và các lệnh trừng phạt đối với các cơ quan và các lệnh trừng phạt đối với các quan chức hàng đầu nước này. Thỏa thuận hạt nhân Iran hiện nghiêm cấm làm giàu uranium trên 3,67%, đủ cho các nhà máy điện hạt nhân, nhưng thấp hơn mức 90% cần thiết để sản xuất vũ khí hạt nhân. Tổng thống Rouhani tuyên bố sẽ tên luyện bất cứ lực uranium nào mà nước ông muốn hay cần, và thể nào chúng tôi sẽ vượt mức 3,67%, ấn định trong thỏa thuận. Mặc dù điều này cho thấy bước đi lớn đầu tiên của Iran tách ra khỏi hiệp định, nhưng phải một năm nữa Iran mới có đủ nguyên liệu để sản xuất vũ khí hạt nhân. Iran khẳng định chương trình của họ chỉ nhắm mục đích hòa bình, nhưng phương Tây lo ngại rằng ở đó có thể khả năng có cho phép Iran chế tạo một quả bom hạt nhân. Trong chuyên mục bình luận xã hội hôm nay, Phương Trâm xin gửi đến quý vị bài viết Mục đích của Bộ Công an khi khởi tố luật sư Trần Vũ Hải của tác giả Nguyễn Văn Đài. Bài viết được đăng trên trang blog VOA vào ngày 3 tháng 7 năm 2019. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Hành vi trốn thuế mà cơ quan công an tỉnh Khánh Hòa cáo buộc vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải đã xảy ra từ ngày 10 tháng 8 năm 2016 với số tiền là 276 triệu đồng. Nhưng trong bản thông cáo báo chí do luật sư Ngô Anh Tuấn soạn và đăng tải trên Facebook của luật sư Trần Vũ Hải và nhiều tờ báo trong nước không nói rõ là luật sư Trần Vũ Hải bị khởi tố theo tội danh trốn thuế được quy định tại điều 161 Bộ luật hình sự sửa đổi năm 2009 hay điều 200 của Bộ luật hình sự 2015. Chỉ các bác điện tử VN Express lại đưa nhầm thành điều 161 của Bộ luật hình sự năm 2015. Bộ luật hình sự được sửa đổi năm 2009 tại khoản 1 điều 161 quy định. Người nào trốn thuế với số tiền từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng hoặc dưới 100 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt hành chính về hành vi trốn thuế hoặc đã bị kết án về tội này

hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm. Bộ luật hình sự năm 2015, điều 200 khoảng 1 quy định. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây trốn thuế với số tiền từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng hoặc dưới 100 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính và hành vi trốn thuế hoặc đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại điều 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 202, 250, 251, 253, 254, 304, 305, 306, 309 và 311 của bộ luật này chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm. Như vậy với số tiền bị điều tra trốn thuế chỉ là 276 triệu đồng, thì luật sư trường Vũ Hải chỉ có thể bị cáo buộc theo khoản 1 điều 161 của luật hình sự sửa đổi năm 2009 hoặc khoảng 1 điều 200 của luật hình sự năm 2015. Một trong các chính sách ưu tiên của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam khi tiến hành sửa đổi Bộ luật hình sự năm 1999 thành Bộ luật hình sự năm 2015 là giảm bớt hình phạt tù và tăng cường hình phạt tiền trong các vụ án kinh tế. Và vì vậy, cho dù cơ quan điều tra viện kiểm sát tỉnh Khánh Hòa áp dụng luật hình sự sửa đổi năm 2019 hay 2015 thì ông Trần Vũ Hải cũng không thể bị tù giam. Đồng thời gia đình luật sư Trần Vũ Hải và người bán nhà đã đề nghị để nộp tiền khắc phục hậu quả. Và nếu các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Khánh Hòa thực thi pháp luật một cách công tâm và đúng theo cái gọi là nhân đạo xã hội chủ nghĩa, thì họ có thể miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải và người bán nhà. Nhưng tại sao cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Khánh Hòa không chịu chấp nhận để gia đình luật sư Trần Vũ Hải và người bán nhà nộp tiền khắc phục hậu quả và miễn trách nhiệm hình sự theo đúng tinh thần cải cách tư pháp và chính sách mới trong bộ luật hình sự năm 2015? Những người Việt Nam nào hiểu rõ bản chất của chế độ cộng sản thì đều có thể thấy được bàn tay chỉ đạo của Bộ Công an trong vụ này. Trong những năm qua, luật sư Trần Vũ Hải đã tâm huyết và bản lĩnh trong việc bên vực cho những người hoạt động dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam trong các vụ án chính trị. Ông cũng sẵn sàng bảo vệ cho bà con dân oan, bị nhà cầm quyền Cộng sản cướp đất ở Văn Giang, Hương Yên, Đồng Tâm, Hà Nội, Vườn Rau Lộc Hưng, Sài Gòn. Hiện tại thì luật sư Trần Vũ Hải đang nhận bảo vệ cho ông Trương Duy Nhất khi bị bắt cóc từ Thái Lan về Việt Nam. Vụ Nhật Cường Mobile đây là hai vụ án rất nhạy cảm mà các cơ quan tố tụng của nhà nước Cộng sản không muốn có luật sư tham gia vào. Cơ quan điều tra của Bộ Công an vẫn chưa cho luật sư Trần Vũ Hải được gặp thân chủ của mình là ông Trương Duy Nhất. Mặc dù tội danh mà ông Trương Duy Nhất bị khởi tố không liên quan đến an ninh quốc gia, tức là luật sư không bị hạn chế gặp thân chủ trong giai đoạn điều tra. Luật sư Trần Vũ Hải đã gửi khiếu nại nhiều lần cho cơ quan điều tra và viện kiểm sát mà chưa được đáp ứng theo yêu cầu. Thái độ và cách làm việc cương quyết dựa trên pháp luật của luật sư Trần Vũ Hải, trong quá trình hành nghề của ông đã khiến các cơ quan tiến hành tố tụng phải khó chịu, đặc biệt là Bộ Công an. Đương nhiên là Bộ Công an, với người đứng đầu là Tô Lâm, mong tìm được cơ hội để tước thể hành nghề luật sư của ông Trần Vũ Hải và cơ hội đã đến với họ. Khi phát hiện ra sai sót của luật sư Trần Vũ Hải trong việc giúp người bán nhà trốn thuế ở tỉnh Khánh Hòa, Bộ Công an và Tô Lâm đã vui mừng và quyết tâm thực hiện kế hoạch của họ không cho họ nộp tiền khắc phục hậu quả theo chính sách mới của luật hình sự 2015. Bộ Công an đã yêu cầu các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Khánh Hòa khởi tố vụ án và khởi tố bị can, tiến hành khám nhà, khám văn phòng của ông Trần Vũ Hải với hai mục đích. Thứ nhất là sau khi khởi tố vụ án và khởi tố bị can với luật sư Trần Vũ Hải, thì Bộ Công an sẽ tiến hành yêu cầu đoàn luật sư Hà Nội xóa tên luật sư Trần Vũ Hải. Sau đó yêu cầu Bộ Tư pháp thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư. Chúng ta sẽ thấy hành động này trong những ngày sắp tới. Như vậy thì từ nay luật sư Trần Vũ Hải sẽ không còn có thể hành nghề luật sư để bảo vệ công lý và công bằng xã hội, điều mà ông khao khát và đã làm trong nhiều năm qua. Thứ hai là khi khám nhà và văn phòng, cơ quan, công an đã lấy đi rất nhiều loại giấy tờ khác, ngoài giấy tờ liên quan đến vụ trốn thuế, với mục đích tìm hiểu các hành động khác của luật sư Trần Vũ Hải từ đó bới lòng tìm vết để có thể quy kết luật sư Trần Vũ Hải với các sai phạm khác mà có thể dẫn đến bị cầm tù. Qua các phân tích trên, Chúng ta có thể biết rõ mục đích chính trong vụ án chống thuế mà cơ quan công an tỉnh Khánh Hòa đang điều tra là tước thẻ hành nghề và tư cách luật sư của ông Trần Vũ Hải nhằm ngăn chặn ông Trần Vũ Hải tham gia bảo vệ những người hoạt động dân chủ nhân quyền, bảo vệ danh oan, bảo vệ môi trường. Chuyên mục bình luận xã hội vừa rồi đã kết thúc chương trình sự kiện quanh ta hôm nay. Chương trình sự kiện quanh ta sẽ được phát trên trang tin mừng cho người nghèo mỗi ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu vào lúc 19 giờ. Thưa quý vị, để theo dõi chương trình sự kiện quanh ta, Ngoài trang Facebook tin mừng cho người nghèo, xin mời quý vị vào trang YouTube chọn kênh Amen TV. Trong kênh Amen TV có nhiều chuyên mục sẽ giúp cho quý vị dễ theo dõi chương trình. Và khi theo dõi quý vị đừng quên bấm nút subscribe để ủng hộ cho kênh. Quý vị cũng hãy nhớ bấm chuông để cập nhật thông tin mới nhất từ chương trình. Phương Trâm xin cảm ơn quý vị. Xin kính chúc quý vị và gia đình ngày mới vui vẻ an lành. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.